Cô rất vui vì hôm nay được đồng hành cùng các em trong chương trình dạy học của Đài truyền hình Hưng Yên bộ môn ngữ văn 9. Cô xin tự giới thiệu, cô là Hoàng Thị Thanh Tuyền, hiện đang công tác tại trường trung học cơ sở Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Cô mời các em chúng ta bắt đầu vào bài học. Các em thân mến, trên giải đất hình chữ S thân yêu của Tổ quốc Việt Nam, mỗi một dân tộc có một bản sắc riêng không thể nào trộn lẫn và mảnh đất cao bằng không chỉ tự hào là cái nôi của truyền thống cách mạng mà còn là mảnh đất đậm bản sắc văn hóa nét văn hóa độc đáo và tình người sâu đậm ấy đã được thể hiện qua một hồn thơ chân thật, mạnh mẽ của một nhà thơ dân tộc tài qua bài thơ người cha đã nói với con về cội nguồn sinh dưỡng của con người về những nét đẹp truyền thống của quê hương và gia đình quê hương sẽ là hành trang nâng đỡ con trong hành trình dài rộng của cuộc đời vậy những lời mà người cha muốn trao gửi ấy được thể hiện như thế nào cô và các em sẽ tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay các em hãy mở sách giáo khoa theo mô hình hiện hành trang 72 và sách giáo khoa, và sách hướng dẫn theo mô hình trường học mới trang 55 chúng ta bắt đầu vào bài học Trước hết, cô giáo sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu những nét chung về tác giả. Đầu tiên, cô giới thiệu với các em chân dung của nhà thơ Y Phương. Dựa vào chú thích trong sách giáo khoa, cô khái quát cho các em một số nét chính về nhà thơ Y Phương như sau. Y Phương sinh năm 1948, người dân tộc Tày, tên khai sinh là Hứa Vĩnh Sước, quê ông ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Như vậy... Y Phương là người con sinh ra trong cái nôi văn hóa truyền thống của dân tộc Tài ở Cao Bằng. Năm 1968, ông nhập ngũ. Năm 1981, ông chuyển về công tác tại Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Cao Bằng. Năm 1993, ông giữ chức Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng và là Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa 6. Cô cũng xin giới thiệu với các em. Thơ ông thể hiện châm, tân hồn chân thật, mạnh mẽ, trong sáng, cách thư duy giàu hình ảnh của người miền núi. Ông đã để lại rất nhiều những tác phẩm tiêu biểu, trong đó như Nói với con, Tiếng hát tháng riêng, Lửa hồng một góc, Đàn then, Thơ y phương, vân vân. Với những đóng góp của mình, y phương đã được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007. Tiếp theo, cô giáo sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về bài thơ. Trước hết, chúng ta sẽ đọc và tìm hiểu những chú thích cô mời các em chúng ta hãy quan sát toàn bộ bài thơ bài thơ này chúng ta đọc với giọng ấm áp yêu thương tự hào tuy nhiên có những đoạn vui tươi tha thiết chân phải bước tới cha chân trái bước tới mẹ một bước chạm tiếng nói hai bước tới tiếng cười có những đoạn lời thơ như khắc sâu suy ngẫm người đồng mình thương lắm con ơi cao đo nỗi buồn xa nuôi trí lớn dẫu làm sao thì cha vẫn muốn sống trên đá không chê đá gập gành sống trong thung không chê thung nghèo đói sống như sông như suối lên thác xuống gành không lo cực nhọc có những đoạn lời thơ ngắn lại như khắc sâu như nhắn nhủ con ơi tuy thô sơ ra thịt lên đường không bao giờ nhỏ bé được nghe con các em về nhà sẽ đọc lại toàn bộ bài thơ này giúp cô và chúng em và các em sẽ xem cho cô những chú thích ở trong sách giáo khoa. Chúng ta tìm hiểu những nét chung về bài thơ. Cô giới thiệu với các em hoàn cảnh ra đời của bài thơ. Bài thơ sáng tác năm 1980, như vậy chúng ta thấy cùng năm sáng tác với bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ Thanh Hải. Điều này trong cuốn tác giả nói về tác phẩm, nhà thơ Y Phương đã từng tâm sự năm 1979 Tôi sinh cô con gái đầu lòng. Đó là thời kỳ cả đất nước vô cùng khó khăn. Lời người cha nói với con cũng là nói với chính mình, nói với dân tộc mình, muốn sống đàng hoàng như một con người phải tin vào văn hóa, phải bám vào những giá trị truyền thống của văn hóa và qua bài thơ ấy, tôi muốn khẳng định chúng ta phải vượt qua sự ngặt nghèo, đói khổ bằng văn hóa. Đó cũng chính là tư tưởng chi phối nội dung và cảm xúc của bài thơ mà lát nữa cô và các em sẽ tìm hiểu. Về phương thức biểu đạt chính của bài thơ, đây là một bài thơ trữ tình, phương thức biểu đạt chính là biểu cảm. Về thể thơ, với số câu chữ không bằng nhau, không gỏ bó về niêm luật, đây là một bài thơ làm theo thể thơ tự do. Thể thơ này rất phù hợp để thể hiện những tình cảm, cảm xúc tuôn trào theo mạch, giống như bài thơ Nói với con của nhà thơ Y Phương. Về bố cục của bài thơ, Bài thơ chia làm hai phần Chúng ta có thể có nhiều cách cảm nhận và nhiều cách chia khác nhau Xong ở đây cô giáo hướng dẫn các em chia Phần 1 là đoạn 1 Con lớn lên trong tình yêu thương, sự nâng đỡ của cha mẹ Trong cuộc sống lao động, nghĩa tình của quê hương Đoạn 2 là phần 2, lòng tự hào về sức sống mạnh mẽ, bền bỉ, truyền thống cao đẹp của quê hương và mong ước của người cha. Như vậy, nhận xét về bố cục này, chúng ta thấy đây là bố cục chặt chẽ, mạch lạc, cảm xúc đi từ tình cảm gia đình mà nâng lên, mà mở rộng ra tình cảm quê hương, từ những kỷ niệm gần gũi mà nâng lên thành lẽ sống. Và cô giáo sẽ hướng dẫn các em phân tích theo mạch cảm xúc như vậy. Chúng ta chuyển sang phần thứ hai là tìm hiểu chi tiết. Thứ nhất, người cha nói với con về cội nguồn sinh dưỡng. Kem quan sát cho cô vào bốn câu thơ đầu tiên của đoạn thơ thứ nhất các em hãy nhận xét cho cô vì về, về nhịp thơ, về các hình ảnh tiêu biểu ở trong bài thơ, ở trong đoạn thơ này. Như vậy chúng ta đã tìm thấy rồi đúng không nào? Ở đây cô giáo lưu ý với các em. Những câu thơ sử dụng nhịp thơ 2 3, cấu trúc đối xứng, nhiều từ được lấy lại tạo âm điệu tươi vui, nghệ thuật liệt kê, cách nói bằng hình ảnh độc đáo, chân phải, chân trái, một bước, hai bước tiếng nói, tiếng cười. Vậy qua đây kem hình dung ra được điều gì? À, đó là không khí một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, có cha, có mẹ và đứa trẻ đang tuổi tập đi tập nói. Từng bước đi, từng tiếng nói, tiếng cười của con được cha mẹ vui mừng đón nhận, nâng đỡ. Và ở đây chúng ta thấy được đó là một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Con ở nên trong tình yêu thương, trong sự nâng đỡ và mong chờ của cha mẹ nói như người kinh chúng ta đó là không khí díu dít của một gia đình có một đứa trẻ đang tuổi tập đi tập nói trẻ lên ba cả nhà học nói ở đây chân phải bước tới cha để cha truyền cho con sức mạnh chân trái bước tới mẹ mẹ sẽ cho con tình yêu thương sâu thẳm từ trái tim sau này con lớn lên trở thành một người tài biết yêu thương có bàn chân mạnh mẽ để vượt núi băng rừng câu thơ có cái ấm áp díu dít ngọt ngào khiến những người làm cha làm mẹ không hỏi bồi hồi sao xuyến kem ạ à. nhưng tấm lòng cha mẹ dù có bao dung rộng lớn đến đâu con rất cần nhưng chưa đủ ở đây có một bầu sữa tinh thần nữa nuôi con khôn lớn đó chính là quê hương kem quan sát cho cô vào ba câu thơ cụm từ người đồng mình các em xem trong chú thích sách giáo khoa chúng ta đã biết rồi đúng không nào? Người đồng mình là cách gọi thân thương về những con người quê hương, những người trong cùng một miền đất, một dân tộc, người làng mình, người bản mình, người quê mình. Cụm từ người đồng mình này được đi liền với lời đối thoại tha thiết. Yêu lắm con ơi, vậy người đồng mình đáng yêu như thế nào? Đan lờ cài nan hoa, vách nhà ken câu hát kem lưu ý cho cô vào các động từ đan cài ken ở đây chúng ta thấy đan lờ cài nan hoa là một công việc lao động thường ngày của người dân tộc tày lờ là một dụng cụ dùng để đánh bắt cá được đan bằng tre hoặc bằng nứa thế nhưng dưới đôi bàn tay khéo léo dưới cái bộ óc tài hoa của người dân tộc tày nó trở nên vô cùng đẹp đẽ vô cùng tinh xảo à không chỉ là tre là nứa mà có cả nan hoa. Vậy đây chúng ta cảm nhận được nét đẹp văn hóa, sự tài hoa khéo léo trong lao động của người đồng mình. Câu thơ tiếp theo, vách nhà ken câu hát. Như chúng ta đều biết, ngôi nhà truyền thống của người Tài chính là ngôi nhà sàn. Nhà sàn, vách nhà sẽ được làm bằng tre, bằng nứa hoặc bằng gỗ, ken làm sao cho thật khít lại. Và làm nhà là một công việc nặng nhọc, một người không thể làm được, đòi hỏi sức mạnh của cộng đồng, thậm chí những ngôi nhà lớn có thể là cả buôn làng. Vậy thì người đồng mình vừa ken vách làm nhà, vừa hát. Và qua đây chúng ta cảm nhận một lần nữa cuộc sống tràn đầy niềm vui, lạc quan, đậm bản sắc dân tộc. Hình ảnh câu hát khiến chúng ta liên tưởng tới những điệu hát truyền thống của người Tài. Đó là điệu hát then, hát si, hát lượn với cây đàn tính. Và chúng ta biết được trong những đêm hội mùa xuân, tiếng hát của người Tài vang khắp bản làng, vang vọng đến từng vách nhà, từng ngôi nhà. Đó cũng là lời tâm tình đối đáp của những đôi trai gái trong điệu hát lượn kem ạ. Hình ảnh tiếp theo, tác giả nói về rừng núi quê hương. Ở đây, quê hương hiện lên với ba yếu tố, rừng, con đường và tấm lòng nghệ thuật nhân hóa rừng và con đường kết hợp với điệp từ cho qua câu thơ các em có thể hình dung ra vẻ đẹp của những cánh rừng bạt ngàn vùng đông bắc tổ quốc rừng cho gỗ cho sản vật rừng trở che yêu thương nuôi sống con người rừng còn cho vẻ đẹp thiên nhiên cho hoa và qua đây chúng ta thấy được ở miền núi chúng ta biết đều là những con đường vắt ngang sườn núi treo leo hiểm trở nhưng hết sức nên thơ ở đây con đường dẫn xuống các thung lũng con đường là tâm huyết của người đi trước là tấm lòng tình cảm gửi gắm lại cho các thế hệ mai sau và qua đây chúng ta thấy quê hương sâu nặng nghĩa tình che chở nuôi dưỡng con người về thể chất tâm hồn và lối sống hai câu thơ cuối cùng của đoạn thơ thứ nhất Nhà thơ nhắc nhở về ngày cưới của cha mẹ Các em có biết vì sao nhà thơ lại nhắc về ngày cưới của cha mẹ hay không? Ngày cưới chính là ngày mà cha mẹ đến với nhau Ngày để có một gia đình nhỏ đầm ấm và hạnh phúc Qua đây, người cha cũng nguyện sống thủy chung hạnh phúc với gia đình, với quê hương Và chúng ta hiểu thêm về một cái truyền thống văn hóa của người Tài Đó là là sống thủy chung, yêu thương con cái, coi trọng hôn nhân và coi trọng gia đình. Qua đây, người cha cũng muốn nhắn nhủ con nhớ về gia đình quê hương cội nguồn, nơi có hạnh phúc bình dị, có cha, có mẹ, cha mẹ yêu thương nhau và yêu thương con. Qua phần 1 của bài thơ, cô giáo muốn khái quát lại cho chúng ta những kiến thức cơ bản. Ở đây chúng ta thấy được người cha đã nói với con về cội nguồn sinh dưỡng đó là gia đình đầm ấm hạnh phúc con lớn lên trong tình yêu thương trong sự nâng đỡ mong chờ của cha mẹ nét đẹp văn hóa sự tài hoa khéo léo trong cuộc sống lao động của người đồng mình đó là cuộc sống lao động tràn đầy niềm vui lạc quan đậm bản sắc dân tộc hình ảnh quê hương sâu nặng nghĩa tình che chở nuôi dưỡng con người về thể chất tâm hồn và lối sống và lời nhắn nhủ của người cha với con hãy nhớ về gia đình quê hương cội nguồn nơi có hạnh phúc bình dị. Vậy qua đây, chúng ta có thể thấy mạch thơ có sự đan xen quê hương và gia đình cùng chở che nuôi dưỡng con khôn lớn. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu đoạn 1 của bài thơ và cái mạch cảm xúc của người cha được nối tiếp khi người cha tiếp tục nói về sức sống bền bỉ của người đồng mình và vẻ đẹp của quê hương hai lòng tự hào về quê hương và mong ước của người cha. Kem chú ý lên ba câu thơ giúp cô. ở đây chúng ta thấy câu thơ được lặp lại gần như nguyên vẹn một câu thơ đã xuất hiện ở đoạn một chỉ khác có một từ thôi đúng không nào và ở đây cụm từ người đồng mình được lặp lại tạo một ấn tượng không phai mờ về những con người quê hương cụm từ ấy đi liền với lời đối thoại thương lắm con ơi vậy kem có biết vì sao tác giả lại viết thương lắm con ơi không à ở đây tác giả thương bởi cuộc sống của người đồng mình vô cùng vất vả khó khăn thương thể hiện sự cảm thông chia sẻ thương bởi sự nhẫn nại kiên trì âm thầm tỏa sáng vì thương cho nên muốn trân trọng giữ gìn và muốn phát huy vậy thì những câu thơ tiếp theo chúng ta thấy được cái cảm xúc bao trùm là đồng cảm sẻ chia, trân trọng, tự hào. Ở hai câu thơ tiếp, Kem lưu ý cho cô những từ sau. Hai từ cao và xa đi liền với nỗi buồn và trí lớn. Ở đây, người đồng mình lấy nỗi buồn để đo chiều cao, lấy trí lớn để đánh giá độ xa, hay họ nén lại nỗi buồn để trí lớn vươn xa. Câu thơ hiện lên chiều cao sừng sững của đá núi, sự mênh mông thăm thẳm của những cánh rừng đại ngàn, những con đường xa tít tắp vắt ngang sườn núi, dẫn xuống thung lũng đẹp thật đấy, nên thơ thật đấy, nhưng vô cùng hùng vĩ, vô cùng hiểm trở và vô cùng gian nan mà người đồng mình phải đối mặt. Vậy thì qua đây, chúng ta có thể cảm nhận được người đồng mình có tâm hồn rộng mở, phóng khoáng, bền gan vững trí Các em ạ, ở những câu thơ tiếp theo câu thơ đầu tiên dẫu làm sao thì cha vẫn muốn chúng ta thấy câu thơ trùng xuống có một điều gì đó chăn trở suy tư giống như nhà thơ đã từng tâm sự và câu thơ ấy cũng muốn khẳng định quyết tâm của người cha, của người đồng mình, muốn gìn giữ những nét đẹp văn hóa của người Tày, muốn gìn giữ cái lẽ sống làm người và điều đó được thể hiện ở những câu thơ tiếp. Kèm hãy quan sát giúp cô vào năm câu thơ phía dưới. Hãy phát hiện cho cô những từ ngữ hình ảnh đặc sắc và những biện pháp nghệ thuật ở trong đoạn thơ này. Chắc các em đã phát hiện ra những hình ảnh đặc sắc trong đoạn thơ rồi đúng không nào? Ở đây cô giáo muốn chú ý với các em một số từ ngữ hình ảnh và biện pháp nghệ thuật. Điệp từ sống được đặt ở đầu ba câu thơ nối tiếp nhau. Nó không chỉ là một lời răng dạy thông thường, nó thành kính thiêng liêng như việc truyền lửa và giữ lửa như vấn đề sống và chết. Ở đây, người đồng mình chấp nhận gian khổ sự chấp nhận ấy thể hiện trong các từ không chê không lo và cách nói vẫn muốn hình ảnh so sánh sống như sông như suối cho thấy tâm hồn của người đồng mình mạnh mẽ khoáng đạt hồn nhiên họ sống gần gũi với thiên nhiên như sông như suối thành ngữ lên thác xuống gành với những hình ảnh đá thung gành thác, lên ảnh tả thực cho chúng ta thấy được không gian sống của người tày rất rộng lớn nhưng hình ảnh đá thung gành thác ở đây cũng biểu tượng cho cái nghèo cái khó bao vây cuộc sống của họ và qua đây chúng ta thấy được người đồng mình sống hồn nhiên mạnh mẽ có ý chí kiên cường ở đây cô muốn nhấn mạnh với các em một điều con người khi đã trưởng thành phải nhận ra hoàn cảnh sống phải chấp nhận hoàn cảnh sống và vươn lên để thay đổi hoàn cảnh sống nói như người kinh chúng ta là phải chân cứng đá mềm còn đối với những người đồng mình biểu hiện ở tinh thần đó là không bi quan không than thở những khó khăn những thử thách những khắc nghiệt ấy là những điều không dễ vượt qua nhưng nhất định phải vượt qua bằng tinh thần ý chí và nghị lực. Từ đó, người cha mong con sống nghĩa tình trung thủy với quê hương. Ở đoạn thơ tiếp theo, chúng ta thấy mạch cảm xúc của người cha được nối tiếp và những lời dặn dò cứ được nâng dần lên. Kem lưu ý cho cô vào hai câu thơ đầu. Ở đây, chúng ta dễ dàng nhận ra câu thơ có sử dụng hình ảnh đối lập. Thô sơ ra thịt với nhỏ bé về tâm hồn giữa hoàn cảnh sống vất vả và lẽ sống cao đẹp. Ở đây tác giả cũng muốn khẳng định một điều, người đồng mình có thể thô sơ ra thịt, có thể đơn giản, mộc mạc nhưng không được nhỏ bé về tâm hồn và ước muốn xây dựng quê hương. Câu thơ chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con là một lời khẳng định với một tư thế quyết liệt, với hình ảnh ngẩng cao đầu chấp nhận khó khăn và sẽ đương đầu để làm cho cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng ta thấy người đồng mình mộc mạc nhưng ân nghĩa thủy chung, không nhỏ bé về tâm hồn, ý chí và niềm tin. ở hai câu thơ tiếp, kem tiếp tục chú ý cho cô, người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương, còn quê hương thì làm phong tục. trước hết chúng ta thấy hành động tự đục đá quê cao quê hương là hình ảnh thực với cuộc sống của người dân tộc tày họ phải phá đá làm đường phải vỡ ruộng khai hoang phải đối mặt với sự khắc nghiệt của thiên nhiên núi lở rừng động lũ cuốn tuy nhiên với tinh thần ý chí nghị lực với sự tự lực tự cường họ đã làm cho cuộc sống càng ngày càng thay đổi họ đã làm cho cuộc sống của người tày càng ngày càng tốt đẹp hơn, có thể nói người đồng mình sinh ra trên đá núi, sống trên đá núi, lao động trên đá núi và có tinh thần ý chí vững vàng như đá núi và chúng ta cảm nhận được đó là sức sống bền bỉ, đó là tinh thần tự lực tự cường các em ạ. Nếu các em có dịp đến với vùng Đông Bắc của Tổ quốc Đến với Cao Bằng, chúng ta sẽ thấy người dân ở đây vẫn giữ được những cánh rừng đại ngàn xanh tươi, chúng ta sẽ thấy họ đã hóa thân vào cuộc sống lao động vào những thửa ruộng bậc thang đầy sức sống, vào những con đường nên thơ hữu tình vắt ngang sườn núi và rất nhiều những truyền thống cao đẹp khác. Cô muốn nhấn mạnh các em một điều, hình ảnh tự đục đá kê cao quê hương còn mang ý nghĩa biểu tượng. Các em có biết biểu tượng cho điều gì không nhỉ? Đó là biểu tượng cho tinh thần tự tôn và ý thức bảo tồn cội nguồn. Người đồng mình giữ gìn những truyền thống tốt đẹp, phát huy những truyền thống ấy làm nên phong tục quê hương và quê hương chính là hành trang để họ tự tin vững bước trên cuộc vững bước trong cuộc đời với cái phong tục truyền thống tốt đẹp ấy, họ trân trọng hơn, tin yêu cuộc đời hơn và vững bước hơn. Chúng ta thấy người đồng mình có tinh thần tự tôn dân tộc, có ý thức bảo tồn cội nguồn và khát vọng xây dựng quê hương. Các em biết không, chẳng phải tự nhiên mà người đồng mình có được một niềm tin mãnh liệt đến như thế. Chúng ta về với Cao Bằng sẽ đến thăm sẽ đến thăm hang Bắc Bó, sẽ thăm suối Lê Ninh, sẽ được thăm rừng Trần Hưng Đạo và niềm tự hào của người đồng mình còn được thể hiện ở những người con ưu tú của dân tộc. Bộ môn lịch sử và địa lý đã cho biết em biết về những vùng miền của tổ quốc, biết về những người con ưu tú, thì cô giáo cũng dụng muốn giới thiệu với các em những niềm tự hào của người đồng mình, của người tày. Đó chính là nguyên tổng bí thư đảng cộng sản việt nam nông đức mạnh, đó là tổng đốc vi văn định, trung tướng quân đội bằng giang, đó là liệt sĩ la văn cầu, nhà cách mạng hoàng văn thụ, nùng trí cao và như nhà thơ đã tâm sự muốn sống đàng hoàng như một con người phải tin vào văn hóa, phải giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống và phải vượt qua sự ngặt nghèo đói khổ bằng văn hóa. Nếu những câu thơ trên là hành trang, thì bốn câu thơ cuối cùng chính là khúc hát lên đường. Người cha mong con chấp nhận gian khổ, vượt qua khó khăn thử thách bằng ý chí niềm tin. Kem quan sát vào bốn câu thơ cuối cùng giúp cô. Con ơi tuy thô sơ da thịt lên đường không bao giờ nhỏ bé được, nghe con. Ở đây chúng ta chú ý cho cô. Và chúng ta sẽ thấy những từ ngữ mà cô lưu ý. Ở đây. Câu thơ sử dụng những hình ảnh đối lập. Vẫn là thô sơ da thịt và nhỏ bé về tâm hồn, lời đối thoại tha thiết con ơi và lời nhắn nhủ nghe con ở bốn câu thơ cuối cùng này chúng ta thấy lời thơ như ngắn lại như khắc sâu nó nghiêm nghị như một mệnh lệnh đó là mệnh lệnh của trái tim mặc dù con mới sinh ra mặc dù con còn nhỏ nhưng người cha đã mong con hiểu về truyền thống của dân tộc và sau này con lớn lên tự tin vững bước trên đường đời quê hương sẽ là hành trang giúp con khôn lớn ở đây, chúng ta thấy người cha mong con tự hào với truyền thống quê hương, tự tin vững bước trên đường đời. Và gia đình, quê hương chính là hành trang cho con vững bước trong hành trình dài rộng của cuộc đời. Các em thân mến, vừa rồi cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu đoạn 2 của bài thơ và cô khái quát lại những nội dung của đoạn 2 chúng ta lưu ý cho cô như sau. Đầu tiên là những phẩm chất của người đồng mình. Người đồng mình có tâm hồn rộng mở, phóng khoáng, bền gan vững trí. Người đồng mình sống hồn nhiên, mạnh mẽ, ý chí kiên cường. Người đồng mình mộc mạc những ân nghĩa thủy chung, không nhỏ bé về tâm hồn, ý chí, niềm tin. Người đồng mình có sức sống bền bỉ, tự lực, tự cường. Và ở đó có tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức bảo tồn cội nguồn và khát vọng xây dựng quê hương từ đó người cha mong muốn con sống nghĩa tình trung thủy với quê hương chấp nhận gian khổ vượt qua khó khăn thử thách bằng ý chí niềm tin tự hào với truyền thống quê hương tự tin vững bước trên đường đời và chúng ta thấy gia đình quê hương chính là hành trang cho con vững bước trong hành trình dài rộng của cuộc đời sau này đặt bài thơ trong hoàn cảnh ra đời, chúng ta thấy bài thơ có giá trị to lớn, động viên người dân tộc Tài và nhiều dân tộc anh em khác có ý chí vươn lên để xây dựng một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Cuối cùng, cô hướng dẫn các em chuyển sang phần tổng kết. Về nghệ thuật, đây một bài thơ làm theo thể tơ tự do, có mạch cảm xúc tự nhiên, giọng điệu thiết tha, chiều mến, bố cục chặt chẽ, ngôn ngữ giản dị bài thơ sử dụng thành công các biện pháp tu từ so sánh điệp ngữ nhân hóa xây dựng được các hình ảnh thơ cụ thể mà khái quát mang tính biểu tượng mộc mạc mà giàu chất thơ về nội dung qua lời của người cha nói với con bài thơ thể hiện tình cảm gia đình ca ngợi truyền thống cần cù sức sống mạnh mẽ của quê hương và dân tộc mình Bài thơ cũng giúp ta hiểu thêm về sức sống và vẻ đẹp tâm hồn của một dân tộc miền núi, gợi nhắc tình cảm gắn bó với truyền thống quê hương và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Về nhà, các em học thuộc bài thơ, nắm chắc về tác giả, nội dung và nghệ thuật đặc sắc của bài thơ, chúng ta phân tích bài thơ và chuẩn bị bài học tiếp theo. Buổi học của chúng ta hôm nay đã kết thúc. Cô giáo chúc các em có một sức khỏe tốt chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo